Hello, xin chào cả nhà. Đây con Amadillo là con TT đó, mình đã vận chuyển nó được tới chỗ này rồi. Một cái khu đất trống và có một dòng suối ở dưới này, cảnh đất thiên nhiên mình thích hợp cho nó để phóng thích nó ở đây. Quý vị thấy nó khổng lồ luôn. Chắc cũng 10 kg ạ. Con này mà mấy ông bụm nhậu ở Việt Nam mấy ông gặp là mấy ông nhậu tới luôn á. À, ghê không? Rồi giờ mình phải đuổi nó mới ra, tại nó ở trong đó, núp trong đó. Đi ra. Ghê quá, nhìn cũng ớt. Đó, nó đi ra đó, mình sơn xanh trên cái lưng nó để một thí dụ mình bắt lại nó nữa. Nên biết nó trở lại. Ok, bye bye, see you again. Rồi, ở dưới đó có suối rồi, cũng thích hợp cho nó lắm. Bảo đảm tới đây nó sống sẽ tốt hơn. Không biết nó còn dưới đó không. Hồ nó còn lò mò dưới kia. Mình quay tiếp coi nó còn dưới không nha. Ồ, nó bơi. Nó bơi hay lắm á. Ồ, nó bơi bên kia, nó bò lên kìa. Quý vị thấy không? Ok, good luck. Bye. Rồi, xin chào cả nhà nha. Ok, thank you for watching.